chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Chương trình trưa nay 10 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái Mép Thị Vải phối hợp với thị xã Phú Mỹ khẩn trương hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án thành phần 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Bộ Y tế thu hồi một lô thuốc điều trị một số loại ung thư não nhập khẩu. Bản đúc nổi trên đỉnh Đồng ở Huế được UNESCO vinh danh là di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong phần tiêu điểm 60 cộng ghi nhận việc chọn sách giáo khoa lớp 12 của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có ít nhất 10 tỷ phú, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Đây là mục tiêu của nghị quyết về chương trình hành động thực hiện nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới vừa được Chính phủ ban hành. Nghị quyết của Chính phủ đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó tập trung phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, nhằm mở đường dẫn dắt các ngành. Cả nước phấn đấu khu vực doanh nghiệp đóng góp 65-70% GDP cả nước, khoảng 32-38% tổng việc làm trong nền kinh tế. Về tỷ lệ giới, cả nước phấn đấu có khoảng 20-25% số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Chính phủ yêu cầu thời gian tới các bộ ngành địa phương, hiệp hội nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của doanh nhân trong mục tiêu phát triển đất nước. Nhà chức trách cần hoàn thiện chính sách pháp luật để tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án thành phần 3, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Đến nay, dự án thành phần 3 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành cấp phép khai thác đất đá cho nhà thầu thi công. Khối lượng đã thi công đạt khoảng 30% giá trị công trình. Ngoài ra, dự án đã giải ngân được 33% trên tổng số 987 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, quá trình triển khai dự án còn hai hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường có văn bản hướng dẫn thị xã Phú Mỹ xử lý theo quy định trước ngày 14 tháng 5. Chủ đầu tư phối hợp với thị xã Phú Mỹ tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn để hoàn tất giải phóng mặt bằng phần còn lại, bàn giao cho nhà thầu thi công. Hơn 30 doanh nhân là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự hội thảo với chủ đề Định vị doanh nghiệp để giải phóng lãnh đạo. Hội thảo do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Trường Doanh nhân BDCA tổ chức. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chia sẻ những giải pháp để tồn tại và phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ 4.0 lên ngôi và đặc biệt là giai đoạn nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do kinh tế cạnh tranh toàn cầu, suy thoái hậu Covid và chiến tranh thế giới diễn biến phức tạp. Hội thảo nhằm giúp các doanh nghiệp nhận định chiến lược quản lý doanh nghiệp đạt hiệu quả. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2023 vừa công bố ngày hôm qua đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong cải thiện môi trường kinh doanh của 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, báo cáo đã chỉ ra không ít những điểm hạn chế mà chính quyền các địa phương cần tiếp tục cải thiện thời gian tới. Một trong những vấn đề đáng lo ngại của môi trường kinh doanh là tính năng động tiên phong của đội ngũ lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố đang chững lại. Có 51,5% doanh nghiệp cho biết các sở ngành không thực hiện đúng chủ trương chính sách của tỉnh, thành phố. Trong tiếp cận đất đai thì các trở ngại gia tăng, đòi hỏi những nỗ lực cải cách quyết liệt hơn trong thời gian tới. Năm 2023, 75% hồ sơ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải quyết. Kết quả này được nêu ra tại hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024. Năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp nhận hơn 930.000 hồ sơ, trong đó 75% hồ sơ đã được giải quyết. Bộ trình Chính phủ 5 nghị định, ban hành 26 thông tư, trong đó có 1 nghị định và 5 thông tư chậm tiến độ quy định. Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã sửa đổi 126 thủ tục, bãi bỏ 22 thủ tục hành chính, xử lý được 8 phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã xây dựng riêng phần mềm đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính
và tổ chức đánh giá chấm điểm cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ năm 2023. Theo kế hoạch quý 2 năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính của Chính phủ sẽ tổ chức công bố kết quả đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ. Hội Nông dân thành phố Bà Rịa vừa giải ngân 600 triệu đồng tiền vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thành phố cho 12 hội viên nông dân trồng hoa tại phường Kim Dinh. Mỗi hội viên được vay 50 triệu đồng với lãi suất 0,7% một tháng. Với nguồn vốn ưu đãi này, các hộ có thêm điều kiện đầu tư trồng hoa, tăng thu nhập và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh BRT. Chương trình trưa nay tiếp tục với thông tin chỉ đạo của Chính phủ về chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2024. Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện tổng kết năm học 2023-2024, chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Một lô thuốc điều trị một số loại ung thư não vừa bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi do vi phạm mức độ 3. Đây là lô thuốc do công ty House Pharma Amaric GmbH của Đức sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và hóa chất Nam Linh đăng ký và nhập khẩu. Đoàn thanh tra của Bộ Y tế đã thanh tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và hóa chất Nam Linh và phát hiện một lô thuốc Temozolomid Riboceram 100mg được công ty nhập khẩu về. Tuy nhiên, lô sản phẩm không có tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt theo quy định. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm và hóa chất Nam Linh phải phối hợp với nhà cung cấp và phân phối thuốc gửi thông báo thu hồi lô thuốc trên, đồng thời đề nghị Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và giám sát việc thu hồi thuốc của doanh nghiệp. Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin, những bản đúc nổi trên 9 đỉnh đồng của Hoàng cung Huế của Việt Nam chính thức được ghi danh vào danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO. Những bản đúc nổi trên 9 đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế là dương bản duy nhất hiện đặt trước sân Thế Tổ Miếu trong Hoàng cung Huế, gồm 162 hình ảnh và chữ Hán được vua Minh Mạng cho đúc tại Huế vào năm 1835 và hoàn thành năm 1837. Đến nay, Việt Nam đã có 10 di sản, gồm 3 di sản tư liệu thế giới và 7 di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương được UNESCO ghi danh. Chuyển sang ghi nhận từ các địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 43 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa diễn ra để thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025. Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, sau khi sắp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ, sẽ thành lập huyện mới có tên là huyện Long Đất, với diện tích tự nhiên hơn 267 km², quy mô dân số hơn 241.000 người. Đồng thời thành lập xã Tam An, sau khi sắp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã An Nhất, An Ngãi và Tam Phước. Tại hội nghị lần thứ 43, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa 12, 100% đại biểu thống nhất thông qua chủ trương sáp nhập này. Sáng nay ngày 10 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền tổ chức phiên thứ nhất Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029, với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân huyện Long Điền. Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Điền lần thứ 5 đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch và thư ký đại hội thông qua chương trình đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo nội dung văn kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Đồng thời thông qua tờ trình đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong phiên thứ hai diễn ra chiều nay, đại hội sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019-2024.
đồng thời phát huy trí tuệ tập thể nhằm xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029. Hiệp thương cử ủy ban, ban thường trực ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện khóa 5. Gần 260 cán bộ mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, khối dân vận, xã phường và trường học trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024. Các đại biểu được thông tin về nội dung công tác dân vận hiện nay, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, xây dựng sử dụng lực lượng cốt cán, những kiến thức cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền tư vấn phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Dịp này các đại biểu được hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VSID, bảo hiểm xã hội số cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tư vấn giải đáp các vướng mắc trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cán bộ hội viên phụ nữ huyện Đất Đỏ cùng đại diện các hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trên địa bàn được phổ biến kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng thương hiệu và quảng bá giới thiệu sản phẩm. Dịp này, các cơ sở hội viên phụ nữ còn giới thiệu các sản phẩm dịch vụ do cá nhân, đơn vị sản xuất để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thưa quý vị, triển khai từ tháng 12 năm 2023 đến nay, Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thành phố Vũng Tàu đã hoàn thành sẵn sàng đưa vào vận hành, sử dụng từ tháng 6 tới. Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thành phố Vũng Tàu đang vận hành thử nghiệm. Chỉ cần một thao tác nhấp chuột dòng một kết quả, ngay lập tức trên màn hình hiện hình ảnh các phương tiện tham gia giao thông tại các tuyến đường đã được lắp camera. Triển khai từ tháng 12 năm 2023 đến nay, Trung tâm đã hoàn thành công tác thi công, lắp đặt thiết bị. Trong đó, máy chủ đặt tại trung tâm, còn 196 camera lắp đặt ngoài hiện trường, phục vụ công tác giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông và quản lý đô thị. Ngoài ra, thành phố Vũng Tàu còn lắp đặt 6 thiết bị phát Wi-Fi miễn phí tại công viên Bãi Trước. Người dân sẽ được hưởng lợi nhiều thứ. Được hưởng lợi như là về an toàn, trật tự, về tất cả mọi cái lĩnh vực khác nữa. Thì đó là một cái điều mà rất là mong đợi của người dân. Thành phố Vũng Tàu dự kiến đưa Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh thành phố đi vào vận hành chính thức đầu tháng 6 năm 2024. Sau đó kết nối với Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để chia sẻ, tiếp nhận thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo quản lý điều hành của thành phố. Công ty Hải sản Trường Sa là doanh nghiệp quốc phòng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có số lượng cán bộ nhân viên, người lao động lên tới hàng ngàn người. Những năm qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được doanh nghiệp quan tâm và coi trọng. Lễ meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2024 vừa được Công ty Hải sản Trường Sa, Hải đoàn 129 Hải quân đóng quân tại thành phố Vũng Tàu tổ chức. Tại buổi meeting hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Công ty Hải sản Trường Sa và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ, người lao động nâng cao nhận thức hành động trong hoạt động quân sự quốc phòng, lao động sản xuất, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã trao 11 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đội xung kích phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp cũng diễn tập ứng phó sự cố khi có tình huống xảy ra. Thưa quý vị, với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, thời gian qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Long Điền luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xây dựng huyện Long Điền ngày càng phát triển, đồng thời vận động các cơ sở tôn giáo chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trên địa bàn huyện Long Điền có 44 cơ sở Phật giáo đồng hành cùng địa phương chăm lo cho hộ nghèo. Các cơ sở Phật giáo luôn tích cực kết nối nguồn lực và tổ chức hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, người yếu thế bằng nhiều hình thức. Ủng hộ phong trào bảo hiểm y tế toàn dân, chương trình phiên chợ không đồng, chương trình buffet chay, hội thao giao lưu giữa các cơ sở công giáo và cơ quan làm công tác tôn giáo huyện Long Điền, ủng hộ quỹ vì người nghèo. Hàng năm, các cơ sở thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện dành khoảng 4 tỷ đồng để ủng hộ đồng bào tại các vùng bị ảnh hưởng thiên tai và các công tác an sinh khác. 50 người nghèo, người cao tuổi trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được khám sàng lọc và mổ mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt tỉnh. Chương trình do Ban từ thiện Tịnh Sáng Ngọc Đức thành phố Vũng Tàu vận động các Phật tử, nhà hảo tâm tài trợ với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.
Theo kế hoạch, trong tháng 5 này, Ban Từ thiện tỉnh xã Ngọc Đức sẽ trao tặng 200 thẻ bảo hiểm y tế, 700 suất quà cho người nghèo, người cao tuổi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, hành động sớm, chủ động trước thiên tai là chủ đề của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 mà Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa công bố tại công văn số 33. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2024 tập trung từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời ra soát các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là công tác chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa lũ. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội thi bắn súng quân dụng lực lượng dân quân tự vệ năm 2024. Tham gia hội thi có 60 vận động viên thuộc các đơn vị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Lực lượng dân quân tự vệ tham gia thi bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1 bài 2. Qua hội thi, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá kết quả, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao, thành lập đội tuyển, luyện tập tham gia hội thi cấp cao hơn. Thưa quý vị, theo thông tư số 27 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2024-2025, việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 được trao quyền cho các nhà trường thay vì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như trước đây. Vì việc thực hiện quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang được các trường trung học phổ thông trong tỉnh thực hiện như thế nào, tiêu điểm 60 cộng hôm nay sẽ đề cập đến. Ngay sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy trình chọn sách giáo khoa, giữa tháng 2 năm 2024, trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng, thành phố Vũng Tàu đã thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 năm học 2024-2025, đồng thời tổ chức cho toàn bộ giáo viên tham gia nghiên cứu, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa của từng môn học theo các tiêu chí được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổ chúng tôi đã phát từng bộ sách cho các tổ viên, và các tổ viên đã tìm hiểu rất là kỹ cái chương trình của các cái nhà xuất bản. Thì sau khi tìm hiểu thì tổ tôi đã tiến hành họp và đã lựa chọn cái bộ sách giáo khoa để cho sang năm. Sau khi mà các tổ đã triển khai việc nghiên cứu các bản mẫu sách giáo khoa của lớp 12 cũng như là các cái link điện tử, sách giáo khoa điện tử thì do các nhà xuất bản cung cấp, thì chúng tôi cũng thấy rằng hầu hết các thầy cô cũng có cái cơ sở sau khi dạy những cái bộ sách của khối 10 và khối 11 cũng là một trong những cái nền tảng, một trong những cái cơ sở để các thầy cô quyết định lựa chọn. Nghiên cứu kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn trọng trong lựa chọn từng quyển sách là quy trình mà trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, huyện Châu Đức đang thực hiện để chọn sách giáo khoa lớp 12 cho năm học 2024-2025. Các thành viên trong tổ đều nghiên cứu tất cả những cái bộ sách mà bộ đưa về, rồi sau đó là chọn một cái bộ sách mà cảm thấy phù hợp với nội dung chương trình đổi mới 2018 và phù hợp với cái năng lực của học sinh ở trường để chọn. Thì cảm thấy là cái phương án chọn sách này khá là phù hợp và rất là hài lòng. Năm nay thì nhà trường chủ động hơn, giáo viên cũng được lựa chọn cái bộ sách mà mình ưng ý và phù hợp với cái trình độ cũng như là cái năng lực của học sinh để học tập. Thì tôi cho rằng đây là một cái hướng của bộ, hướng mới để tạo điều kiện cho các thầy cô và các em học sinh chọn lựa và phát triển học tập tốt hơn. Đến thời điểm này, việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 12 năm học 2024-2025 tại các trường trung học phổ thông trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất. Hầu hết các sách được chọn đều nằm trong danh mục sách giáo khoa được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt, chủ yếu ở 4 bộ sách như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Khám phá của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
và nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện các trường đã gửi báo cáo kết quả chọn bộ sách giáo khoa về cho Sở Giáo dục Đào tạo để thẩm định hồ sơ, tổng hợp kết quả trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Tiêu điểm 60 cộng đã khép lại chương trình 60 cộng trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến hết chương trình. Rất mong được gặp quý vị trong các chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.